từ hàng trăm năm trước, gỏi cá mè, món ăn dân dã của người dân Lý Viên, Hiệp Hòa, Bắc Giang đã trở thành món ăn nổi tiếng, góp phần làm nên thương hiệu của mảnh đất này. Món gỏi cá mè chất chứa hơi thở và linh hồn của mảnh đất ven dòng sông Cầu thơ mộng, là mùi vị quê nhà thấm đẫm tình yêu da diết. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này với khao khát mang đặc sản quê hương đến gần hơn với nhiều người, để mỗi ai xa quê đều có thể tìm được hương vị quê nhà ấy. Anh Hứa Duy Ngọc, chủ nhà hàng quán họ Hứa, đã đưa món gỏi cá mè chứ danh từng là top 10 món ăn đạt kỷ lục Guinness Việt Nam năm 2012 trở thành đặc sản của nhà hàng. Theo người dân ở làng Hiệp Hòa, cá mè không ăn tạp nên thịt chúng rất sạch, thơm, lại thường xuyên vận động càng khiến thịt chắc và giòn chứ không nhão, bở như nhiều loài cá khác. Để có một món gỏi cá mè hoàn hảo, cá mè phải luôn tươi, được câu hoặc đánh lưới ở vùng nước sạch chứ không lấy cá khi vừa mới tắt ao, bởi lúc này nước cạn, cá sẽ có mùi bùn, gỏi cá không còn hương vị đặc trưng. Khâu quan trọng nhất trong chế biến cá chính là thấm khô cá. Tuyệt đối không được rửa nước, nước sẽ làm thịt cá thêm tanh. Do đó chỉ cần dùng giấy thấm khô, khi thái, thịt cá phải giống với miếng thịt thăn vừa chắc vừa mỏng. Rắc một chút thính thơm nước hương gạo, gỏi cá mè ở đây độc đáo, duy nhất chỉ có ở nhà hàng. Sự độc đáo thể hiện ở 17 vị rau rừng ăn kèm và bổi chấm bách vị cung đình. Những loại rau ăn kèm thường xuất hiện trong vườn mỗi gia đình làng Hiệp Hòa, hoặc là những loại rau rừng như lá nhội, lá vọng cách, lá bứa, đinh lăng, lá sung, lá mơ. Tất cả gồm 17 loại. Điểm chung của các loại lá thường có vị chua, chát, thơm đặc trưng, được dân gian sử dụng làm thuốc, vô cùng tốt cho sức khỏe. Có thể được coi như linh hồn của món gỏi cá, bổi chấm bách vị cung đình được chính chủ nhân tâm huyết chế biến vô cùng cầu kỳ và thận trọng trong nêm nếm gia vị. Bách vị cung đình được nấu từ thịt cá băm nhuyễn trên lửa nhỏ suốt 8 tiếng với 20 loại gia vị đặc biệt như trứng cá, gan lợn, riềng, mẻ, tóp mỡ, trứng gà, lạc, và bí quyết bí mật của nhà hàng đã cho ra được những thứ bổi chấm hoàn hảo. Có các loại rau rừng có bổi chấm bách vị cung đình là chưa đủ. Một món gỏi cá mè hoàn hảo phải được ăn kèm với các loại gia vị khác như những lát riềng, khế chua, tỏi ngâm, sả, ớt, chanh, chuối xanh và không thể thiếu lạc rang. Hương vị độc đáo này sẽ đánh thức mọi giác quan của thực khách. Một chút cay nồng sảng khoái, một vị chua bùi, béo ngậy chắc chắn sẽ làm hài lòng mỗi người khi lần đầu thưởng thức. Trong không gian ấm cúng và sang trọng của nhà hàng, bên men say của rượu men lá Bằng Phúc, mỗi người tự chọn những loại lá mình yêu thích, cuốn thành hình phễu, gấp một miếng cá mè và các loại gia vị mong muốn, trải lên trên bổi chấm bách vị cung đình còn đang liu riu trên ngọn lửa hồng, nhẹ nhàng thưởng thức, sẽ cảm thấy hương vị trọn vẹn và tuyệt vời đến nhường nào. Thưởng thức gỏi cá giống như đang trải nghiệm một nét văn hóa đầy tinh tế. Sự tinh tế ấy còn thể hiện từ cách bài trí cầu kỳ cho đến sự giao thoa hoàn hảo giữa màu sắc nguyên liệu và gia vị. Khó có món ăn nào mà vừa có thể vui mắt nhưng vẫn ngon miệng như thế. Giữa phố thị ồn ào, người ta muốn trở về với những thứ gần gũi của quê hương, thấm hương vị nó bằng sự trải nghiệm thân thuộc. Anh Hứa Duy Ngọc, chủ nhà hàng quán họ Hứa, đã biến ước mơ của chính mình từ hoài niệm tuổi thơ với món gỏi cá mè dân dã bên những thứ đồng quê mẹ hái mỗi ngày thành món ăn độc đáo và lạ lẫm duy nhất chỉ có tại nơi đây. Chúng tôi đam mê giá trị ẩm thực của quê hương và mong muốn đem những sản phẩm đấy đến với thực khách trên mọi miền Tổ quốc. Chúng tôi luôn cố gắng thổi hồn vào mỗi món ăn để tạo nên hương vị đặc biệt, nhưng không đánh mất đi hương vị truyền thống của món ăn từ thời xa xưa.